Hello, chào tất cả các chị thân mến. Thì đây là một cái video rất là quan trọng. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình mà tôi học tập, cũng như cái quá trình mà tôi đi đến với cái nghề trading này, cũng như cái việc là các anh chị học tập có chiều sâu. Thì khi mà các anh chị nhìn ra được những cái câu chuyện như vậy, thì tôi tin chắc chắn luôn là các bạn sẽ rút ngắn được cái thời gian của các anh chị đi với cái nghề này rất là nhiều, để các bạn có thể là chạm tay đến với một số cái thành quả. Thì cá nhân tôi các bạn, tôi cũng là một người rất là cứng đầu, và tôi cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm với thị trường. Nhưng có một cái điều may mắn là cá nhân tôi rất thích cái việc học tập các bạn. Những cái việc mà học tập và đào sâu thì mình rất là thích. Và mình cũng có một cái may mắn là mình đi học, mình phát triển bản thân rất là nhiều. Thế nên cái việc mà tầm sư học đạo, cái việc mà học tập là nó luôn có trong đầu mình các bạn. Tức là một năm mình sẽ dành cho bao nhiêu tiền cho cái việc học. Tức là ý thức của mình mỗi năm mình càng dành tiền cho cái việc học. Thì ngày trước mình dành rất là nhiều cái thời gian cho cái việc học về Internet Marketing này, cho cái việc là làm business. Rồi sau đó là gì, mình tập trung rất là sâu vào cái câu chuyện là học về trading và đầu tư, học nhiều lắm các bạn. Rồi tiếp theo nữa là đến một cái thời gian mình học rất là nhiều cho cái việc là phát triển bản thân. Những cái khóa học về NLP, những cái khóa học mà nhiều trăm triệu mình học nhiều lắm. Rồi sau này các bạn, mình tìm hiểu đến những cái khóa học của thầy Trần Việt Quân á, cái khóa học mà về chánh kiến, về học hiểu hình, về Phật học á. Thì khi mà các bạn thực sự đào sâu á, thì các bạn sẽ thấy được khi mà các bạn hiểu ra một số vấn đề, các bạn có thể nhìn thấy được gần như là mọi vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Những cái khó khăn nó đến từ đâu, cái cách giải quyết như thế nào, và cái cách mà các bạn hoàn thiện bản thân của các bạn có chiều sâu như thế nào. Thì ở đây tôi để cho các bạn cái tấm hình này. Đây là một cái tấm hình rất là hay, mà bản thân tôi cũng có in tấm hình của ông Jack Ma các bạn. Ông nói một cái câu nói này rất là hay. May mắn lớn nhất của cuộc đời các anh chị không phải là nhặt được tiền đâu, cũng không phải là trúng số, mà là có người có thể dẫn dắt các bạn đi đến một cái nền tảng cao hơn. Thì cá nhân tôi là cái tấm hình mà ông Jack Ma ông nói cái câu nói này các bạn. Tôi in trong cái phòng học tập của mình từ ngày xưa, từ cái thời mà mình không có một cái gì cả các bạn. Cho đến bây giờ cái tấm hình đó vẫn luôn theo suốt cá nhân tôi. Thì nó muốn nhắc nhở mình rằng là cái việc mình phải luôn học tập, mình phải luôn là tìm tòi học hỏi, mình phải luôn tầm sư học đạo. Thực ra nếu các bạn mà có chiều sâu, các bạn xem trong những cái bộ phim mà cổ trang của Trung Quốc á, về thời chiến, đặc biệt là ví dụ như cái bộ phim là Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì các bạn thấy là tất cả các cái vị gọi là giỏi, các bạn thấy Tào Tháo hay là Lưu Bị hay là bất kỳ một cái vị nào rất là giỏi, thì họ đều có một vị minh sư ở bên cạnh, một vị quân sư ở bên cạnh họ để làm gì? Để tư vấn cho họ, để có những cái thắc mắc, để có những cái thứ gì mà họ còn lưỡng lự, thì cái vị minh sư này, cái vị quân sư này họ giải đáp. Thì tôi nói các bạn, nếu các bạn nhìn ra được câu chuyện các bạn, cho dù các bạn giỏi thế nào đi chăng nữa, nhưng các bạn có một cái sự khiêm nhường, có một cái sự học tập, có một cái ý thức là luôn có những cái người giỏi hơn mình. Các bạn biết có một câu rất là hay, núi cao thì có núi cao hơn nữa, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn nữa các bạn. Nên khi các bạn hiểu ra được điều đó thì các bạn sẽ bỏ cái tôi của các bạn xuống, và các bạn sẽ tìm tòi học hỏi. Thì cá nhân mình các anh chị, mình may mắn mình đi học được rất nhiều những vị thầy, và mình cũng may mắn là mình có được những cái quý nhân, họ chỉ lối cho, họ hướng dẫn cho. Tới thời điểm này cũng không có những cái thành quả gì ghê gớm, nhưng mà thực sự là cái phát triển chiều sâu mình nhận ra được các bạn, nó giống như kiểu là các bạn được sinh ra một lần thứ hai vậy đó. Thì ở đây tôi làm cái video này, tôi muốn chia sẻ cho các bạn, những anh chị mà các bạn đã follow trên cái kênh YouTube Tuệ Trading trong một cái thời gian rất là dài, thì tôi nghĩ các bạn cũng hiểu được những cái thông điệp mà tôi chia sẻ trên cái kênh YouTube này. Các bạn sẽ thấy cái kênh YouTube này sẽ làm một cái cách rất là khác biệt. Các bạn sẽ thấy không giống như một bất kỳ một cái kênh tài chính nào. Nó sẽ là một cái kênh rất là đặc biệt mà tôi chia sẻ, nó sẽ có chiều sâu những cái trải nghiệm, những cái hành trình mà tôi đã đi. Chắc chắn các bạn, cái thời điểm này những cái sự hiểu biết của mình nó cũng là khác biệt, nó nhiều hơn là những năm về trước rất là nhiều. Tuy nhiên chắc chắn khoảng tầm 1, 2, 3 năm nữa khi mà mình nhìn lại cái kênh YouTube này, sẽ có rất nhiều thứ mình sẽ thấy nó rất là ngây thơ, nó rất là ngô nghê, nó rất là gọi là nó đang nông cạn đó các bạn.
thì tôi nói các bạn là nó là một cái quá trình phát triển. Thế nên bản thân tôi thì tôi làm cái kênh YouTube này này cũng mong muốn là gì, những anh chị mà các bạn là những cái người cũng đã từng các bạn không biết gì, cho đến khi các bạn tìm tòi đến với nghề, cho đến khi các bạn va chạm với nghề, rồi các bạn có những cái thứ mà các bạn trăn trở, có những cái thứ các bạn băn khoăn, có những cái thứ các bạn đào sâu, thì có một cái kênh YouTube, có một cái nơi chia sẻ cho các bạn những cái hành trình đó. Thì chắc chắn các anh chị là trong quá trình mình làm cái kênh YouTube này này, thì sẽ có những anh chị các bạn hưởng ứng, các bạn ủng hộ, các bạn là thích theo dõi, các bạn thực sự trân quý. Tuy nhiên chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều anh chị các bạn sẽ cảm thấy không hài lòng, cũng không hài lòng với cái cách mà mình xây dựng cái kênh như thế này, cũng là không hài lòng với việc là mình chia sẻ một số cái kiến thức và một vài cái khóa học ở trên đó. Thì thực ra bản thân mình đã trải qua cái điều này nhiều rồi các bạn. Thì mình chỉ nói với các anh chị là không thể nào có cái câu chuyện mà hài lòng tất cả mọi người được. Tuy nhiên những cái thứ mà mình gửi gắm trên này, mình khẳng định với các anh chị luôn là nó thực sự là những cái thứ mà trải nghiệm đi cùng với thị trường, và những cái thứ mà mình đã bỏ rất nhiều thời gian công sức mình đúc kết được. Thì nếu mà các bạn có cái chiều sâu, các bạn chịu khó xem hết cái kênh YouTube này đi các bạn, mình khẳng định luôn là nó sẽ giúp cho các anh chị rút ngắn rất nhiều năm trời về giao dịch và đầu tư. Quan trọng nhất là cái sự học, cái sự ngộ của mỗi người thôi. Đó. Nên tại sao các bạn biết là cái việc mà mình làm kênh YouTube, mình cũng có những cái mong muốn. Bởi vì có thể là một vài năm nữa mình không còn đam mê chia sẻ nữa, cũng không còn hứng thú để mà làm như bây giờ đó các bạn. Cũng có thể là không còn nhiệt huyết để làm như bây giờ. Thế nên mình cũng mong muốn sau này mình nhìn lại có một cái gì đó, nhìn lại trên cái kênh YouTube này này. Mình hài lòng với những cái thứ mình ít ra cũng có một cái cống hiến gì đó. Bởi vì thực sự các bạn, khi mà các bạn làm một cái thứ gì đó, các bạn chắc chắn sẽ có những cái thông tin gọi là trái chiều, cũng có những cái thứ mà nhiều người người ta không thích, rồi cũng có sẽ có những cái thứ mà sao mà các bạn cảm thấy cũng chưa hài lòng, cũng như là nhiều người không thích. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn lại một cái hành trình, cũng như các bạn xem ví dụ như là tổng thể, tại sao là có nhiều lượt xem, đúng không? Cái video này mình làm khoảng tầm 11 tháng thì các bạn thấy là khoảng tầm 121.000 lượt xem. Thì thực ra trước đây mình cũng làm những cái video thì mình cũng luôn đặt cái câu hỏi là tại sao mà rất ít anh chị xem, rồi tại sao là những cái video của mình lại ít người comment. Thì khi mà thực sự mà mình làm ra những cái video mà có các anh chị họ comment như vậy này, đó thì các bạn biết là những cái comment như vậy các bạn là những cái lời chân thành nhất, và cũng đánh giá được thực sự là những cái chia sẻ của mình nó có hữu ích cho các anh chị hay là không. Tất nhiên sẽ có một vài anh chị các bạn sẽ không thích, các bạn sẽ có những lời lẽ không hay, có cho các bạn nhiều lắm. Và bản thân mình bây giờ cũng quen cái điều này rồi các bạn. Mình quen rồi. Thực sự là bây giờ mình vô cảm lắm các bạn. Bởi vì đơn giản là mình biết được là cái việc mình đang làm. Rồi tất nhiên cũng có rất nhiều những cái góp ý chân thành, cảm ơn đó các anh chị. Nhưng tất nhiên cũng có những cái góp ý là mình biết được rằng có thể trong những anh chị đó họ có những cái gì đó mà trước đây họ bị ác cảm với những cái chia sẻ những cái cách của mình. Nên mình nói các bạn là hiểu rất nhiều thứ, mình thấy mọi thứ bây giờ nó đơn giản. Và quan trọng nhất là gì? Cái hành trình mình đi các bạn, sau này mình để lại những cái gì đó mà ít ra là người ta trân trọng, đó là cái thứ mình happy rồi. Nó nên cái kênh YouTube này thì mình nói các bạn là nó sẽ có rất nhiều thứ mà thực sự tới bây giờ mình vẫn còn rất nhiều thứ mình muốn làm. Bởi vì mình muốn sau này ít ra mình ngồi nhìn lại các bạn, có một số gì đó để làm gì, để ít ra cũng đóng cống hiến cho một cái thế hệ những anh chị muốn tìm hiểu về cái nghề này. Đó, thì những cái thứ mình đã trải qua, những cái thứ mình đã đi, có thể bây giờ là nó vẫn chưa hoàn hảo, nó vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là đây là con người của mình hiện tại. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì quay trở lại câu chuyện là với cá nhân mình đã đi với thị trường này nhiều năm. Thì các bạn biết ngày trước làm gì mà có những cái kênh YouTube mà xem như bây giờ các bạn. Ngày trước các bạn chỉ đọc được qua những cái cuốn sách thôi, không có kiếm được video mà xem đâu các bạn. Rồi các anh chị biết là để học những cái khóa học các bạn phải đến những cái trung tâm lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Chứ không có chuyện mà có thể là ngồi ở nhà rồi xem qua kênh YouTube đó. Rồi ngày xưa trên kênh YouTube hầu như không có chia sẻ đâu các bạn. Toàn trên những cái forum thôi, người ta chat chít vài dòng như vậy. Thì thực ra nếu các bạn tin ý, các bạn biết trong những cái forum đó cũng có những cái người họ level cao lắm các bạn.
các bạn phải tinh ý các bạn mới nhìn ra. Và tới bây giờ thời điểm này mình mới hiểu được là tại sao ngày trước á, có một số người họ nói vậy này. À, trên những cái forum, trên những cái diễn đàn đó hầu như là ít cao thủ võ lâm họ chia sẻ trên đó lắm. Mình cũng đặt câu hỏi tại sao khi mà mình biết nhiều kiến thức, khi mà mình có những cái trải nghiệm nhất định, thì những cái người trên đó thì cũng sẽ có rất nhiều người giỏi họ chia sẻ trên đó chứ. Nhưng mà thực sự cứ nằm ở cái vấn đề này các bạn, là văn hóa của cái việc mà chia sẻ, cái văn hóa của cộng đồng á, ở chỗ mà về trading và đầu tư các bạn, mình thấy là nó không được văn minh và lịch sự. Nên tại sao những cái người mà họ giỏi, họ pro, họ hiểu rồi các bạn, họ ít chia sẻ trên những diễn đàn đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn thấy chia sẻ trên đó, rồi nhiều người lại nói này, xe kèo đi, sâu lện đi, rồi biết cái gì mà nói. Các bạn biết là rất nhiều bạn trẻ các bạn, thậm chí các anh chị biết là cái nền tảng mà Twitter bây giờ, mình cũng có account về Twitter nha, nhưng hầu như mình không post một cái gì trên đó luôn. Bởi vì mình biết trên đó là những nền tảng các anh chị đa số các bạn trẻ là nhiều. Và các bạn thực ra rất là năng động, năng động tới một cái mức mà đôi lúc là các anh chị không có chịu chậm dừng lại để suy ngẫm. Ở đây mình không nói số đông nha các bạn, nhưng mình thấy đa số. Và mình thấy là những cái bài post của mình trên đó đôi lúc mình chia sẻ, nhưng mà mình thấy toàn là những cái comment tiêu cực không ạ. Nên sau này mình thấy ôi, không cần thiết phải làm điều đó. Nên là cái tài khoản Twitter các bạn, mình chỉ để follow một vài người mà mình thực sự rất là kính nể, mình thực sự rất là ngưỡng mộ. Và họ là những cái người mà tóm lại mình nói các bạn là thông qua một cái bài post của họ, là những cái tinh túy mà họ đã đúc kết trong rất nhiều năm trời. Cái người mà có trải nghiệm, cái người mà có cái chiều sâu, các bạn sẽ học được thông qua những cái bài post như vậy, thông qua những cái chia sẻ như vậy. Các bạn biết những cái bài post như vậy là mình đều lưu lại, mình chụp hình lại để làm cái hình ra. Và các bạn biết là lâu lâu mình vẫn là mình in ra, mình đọc, mình lấy ra mình xem. Rồi các anh chị biết nha, mình cũng có người thầy cho các bạn, sao không, không được. Thì mình nói các bạn là những cái dòng mà mình chat với thầy mình nha, các bạn biết là mình đều lấy một cái cuốn sổ ra, mình ghi lại những cái dòng chat, để sao để nó thấm nhuần những cái tư duy các bạn. Nên tôi nói các bạn là tôi không biết bản thân các anh chị như thế nào, cái việc học tập của các anh chị ra làm sao, nhưng đối với cá nhân tôi các bạn, là thực sự may mắn lớn nhất của cuộc đời không phải là mình nhặt được tiền, cũng không phải là trúng số, bởi vì mình cũng chưa trúng số bao giờ. Mà mình nói các bạn là khi mà gặp một cái người mà họ có thể dẫn dắt mình đến một cái nền tảng cao hơn, nó giống như mình được sinh ra một lần thứ hai vậy các bạn. Mình không biết cảm giác của các bạn như thế nào. Nên tại sao sau này các anh chị thấy là hầu như là mình tách biệt ra khỏi tất cả các cái cộng đồng. Trước đây các anh chị biết là trong cộng đồng crypto Việt Nam thì mình cũng hay tham gia các cái sự kiện, các anh em cũng hay mời, rồi mình cũng tham gia. Dần dần sau này mình thấy là mình không cần thiết phải tham gia những cái hội thảo đó nữa. Tại vì đa số là các bạn mời mình toàn thứ bảy chủ nhật. Mà thứ bảy chủ nhật là mình rất muốn dành thời gian cho gia đình, cho mình cũng không muốn là đi đến những cái hội thảo, đến với những cái sự kiện đó nữa. Thì dần dần mời lần một mình không đi, lần hai không đi, lần ba không đi, rất bây giờ không ai mời luôn các bạn. Mà lại bây giờ vậy lại khỏe. Thì bây giờ mình cứ thoải mái một mình thôi. Có các anh em trong cộng đồng rồi, chủ yếu là dành thời gian uống trà, đọc sách, suy ngẫm. Vậy mà lại thích các bạn. Nên mình nói các bạn là cái sự học á, tại sao mình làm ra cái kênh YouTube này? Bởi vì các bạn thấy trên kênh YouTube này nó không có gì kèo cọt hết trơn á, mà các bạn thấy sẽ chia sẻ những cái thứ mà có chiều sâu. Nên những anh chị mà không hết kèo cọt thì chắc chắn các bạn sẽ không phù hợp với kênh YouTube này. Còn nếu như mà các anh chị muốn học tập có chiều sâu, thì mình khẳng định luôn nó là một cái kênh YouTube đáng để cho các anh chị học hỏi. Đó. Thì đây là một cái thông điệp, đây là một cái thứ mà mình muốn chia sẻ đến các anh chị, là cá nhân mình là như vậy. Đó. Và một số cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được trong trading á, về chiều sâu học tập, thì cũng thông qua những cái câu nói này mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Bởi vì thực sự là thật khó các bạn, mình cũng suy nghĩ nhiều lắm, rất là khó để có thể nói cho những anh chị mà người mới, các bạn hiểu được cái sự khắc nghiệt của cái nghề này. Cũng rất là khó để có thể mà nói cho những anh chị mà các bạn chưa mà bị những cái thiệt hại lớn, các bạn hiểu được cái giá của cái sự kỷ luật, cái giá của kiến thức, cái giá của cái việc là có sự chuẩn bị kỹ càng khi mà đến với nghề. Đa số các anh chị là các bạn phải trải qua những cái mất mát lớn, những cái thua lỗ lớn, thì các bạn mới dần dần các bạn nhận ra. Thì lúc này các bạn mới chịu khó đi tầm sư học đạo. Rồi tôi thấy các anh chị nha, đa số là các bạn là cái tôi của các bạn lớn quá. Cái tôi các bạn không có hạ xuống,
Như cá nhân mình khẳng định với các bạn luôn là cái tôi của mình bây giờ hầu như là nó vẫn còn nha các bạn, sao không được. Nhưng mà nó đã hạ xuống bỏ đi rất là nhiều. Đó là do tại sao các bạn thấy là bây giờ mình ít khi mà mình tham gia vào các cái cuộc tranh luận bên ngoài lắm. Cũng như là cái việc là hầu như mình cũng không có comment bất cứ một cái tin nhắn nào ở bên ngoài đó các bạn. Cũng như cái việc là mình lên những cái cộng đồng có nha. Có thể là mình có mặt trong các cái cộng đồng, những cái thông tin mình cũng đọc hết trơn á. Nhưng mà hầu như mình không để lại một cái phán xét gì, cũng là không để lại một cái comment nào. Không phải là mình sợ hay gì đâu các bạn, mà câu chuyện là mình cũng không muốn cái rắc rối nó về phần mình các bạn. Bởi vì ngày trước mình cũng hay thấy có một số anh chị họ nói một số cái mà nó không hợp lý, mình cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm. Nhưng mà tôi nói các bạn mà chỉ cần mình chia sẻ một cái comment trên đó thôi nha, một cái dòng post trên đó thôi, là quá trời anh chị vào rồi, nhiều anh chị dùng những cái lời lẽ nó rất là không hay. Nên sau này mình thấy nó lại ảnh hưởng đến mình. Mà thực ra nó có quy luật các anh chị. Khi các bạn thực sự mà bỏ cái tôi của các bạn xuống, khi các bạn thực sự đi tìm tòi học hỏi, thì lúc này các bạn sẽ tìm được những cái nơi phù hợp. Còn tất nhiên tính cách của các bạn là gì? Các bạn rất là năng động, các bạn đang còn sung, các bạn đang còn thực sự thích gọi là va chạm. Và đôi lúc là cái sự hiểu biết, cái nhận thức của các bạn nó còn hạn chế, nên là những cái môi trường đó nó sẽ hút các bạn. Còn khi các bạn cảm thấy phù hợp, khi các bạn cảm thấy mình nên tìm hiểu, nên có những cái sự thay đổi, thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm được những cái môi trường phù hợp. Thì mình nói các bạn là những anh chị mà muốn học về trading, các bạn muốn học về đầu tư, các bạn phải bỏ cái tôi của các bạn xuống. Các bạn phải ý thức được là mình là tư duy ở đáy, thì lúc đó các bạn mới có thể rót được kiến thức vào được. Còn có rất nhiều anh chị nha, khi mà họ đến với tôi nói các bạn là cái thói quen cũ họ không bỏ được. Những cái tư duy cũ, những cái khái niệm cũ, những cái thứ mà làm cho người ta thua lỗ và cháy tài khoản hoài vậy đó, mà họ vẫn cứ khư khư họ giữ. Nên thực ra là cái tôi các bạn phải bỏ xuống. Và quan trọng nhất tôi hay nói là các anh chị có cái chiều sâu á. Bởi vì có cái chiều sâu các anh chị, các bạn sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phù hợp. Chứ không ai đi chứng minh cho các bạn nữa rồi. Các bạn sẽ thấy cái này hợp lý này, cái này phù hợp với mình này, thì các bạn nhặt, các bạn học tập. Cái này các bạn cảm thấy nó không phù hợp này, kệ, có thể là không phù hợp với các bạn nhưng mà phù hợp với người ta. Nên mình đừng có đi là mình nói cái này đúng, cái này sai các bạn. Tôi nhìn thấy những cái đó buồn cười, bởi vì bản thân mình trong quá khứ cũng đã từng. Nên tôi nói các bạn là anh em chúng ta đều là những cái con ếch. Chẳng qua là chúng ta khác nhau ở cái miệng giếng mà thôi. Tức là có thể là quá khứ tôi cũng đã từng như các anh chị chứ. Còn đôi lúc là tệ hơn nữa cơ, tệ hơn nhiều các bạn. Nhưng mà trong quá trình đó tôi phát triển. Nên sau này tôi hiểu rằng các anh chị cũng đang đi trên cái hành trình đó. Nhưng mà chẳng qua là tôi có một số cái may mắn, hoặc là có thể là do tôi đã nỗ lực nhiều, thì tôi có thể đi trước các anh chị thôi. Chứ tôi cũng chả tài năng gì. Và tôi biết là nhiều anh chị bây giờ, nhiều khi các bạn đang còn sửu nhi, các bạn đang còn bốc đồng. Thì cá nhân tôi ngày trước cũng vậy các bạn. Nhưng sẽ đến thời điểm các anh chị nhận ra, các bạn sẽ chùn xuống, các bạn lúc này sẽ tìm tòi học hỏi có chiều sâu hơn và có cái sự lắng nghe. Thì những anh chị mà các bạn mà muốn tìm hiểu về trading và đầu tư, các bạn cần phải có cái chiều sâu tìm tòi học hỏi. Các bạn phải luôn đặt những cái nghi ngờ, nhưng nghi ngờ ở đây nó sẽ mang cái tính học tập, mang cái tính là tìm hiểu tại sao nó lại như thế, chứ không phải đi soi mói. Nhiều anh chị vui lắm, các bạn đi soi mói người này người kia, xong rồi các bạn nói thằng này ngày xưa nó cũng vậy mà. Đúng các bạn, ngày xưa chúng ta nếu mà còn là những cái đứa trẻ, đúng không? Các bạn nào chưa từng tè trong quần, đúng không? Chưa từng ị trong quần có mà. Rồi thời còn trẻ ai cũng có những cái sai lầm chứ sao không? Tất cả những cái người họ giỏi các bạn, có những cái gọi là thành tựu bây giờ, thì trong quá khứ họ cũng đã từng sấp mặt nhiều lắm các bạn. Nhưng quan trọng là gì? Khi họ sai, họ biết, họ điều chỉnh, thì các bạn hãy nên là gì? Nhìn lại những cái thứ bây giờ của họ mà học tập. Nếu các bạn nhìn lại quá khứ họ cũng đã từng như thế, thì các bạn nhìn vào đó các bạn học tập. Cái việc nhiều anh chị các bạn bươi lên, các bạn soi mói, tôi nói các bạn nó đâu có giúp được gì cho các anh chị đâu. Các bạn bươi lên, các bạn đi bóc phốt người này người kia, nó càng kéo theo rất nhiều những cái thứ nó tiêu cực. Rồi là gì? Các bạn đâu có được cái sự bình an thoải mái đâu các bạn. Nên tôi nói các bạn là nếu các bạn hiểu thì các bạn thấy bỏ qua các cái tranh luận đi. Nhìn vào một cái sai lầm của ai đó, mình có giúp được người ta thì tốt, không thì thôi.
Chứ đừng có đi mà kiểu mà các bạn bươi nó lên, xong rồi là làm rùm beng lên, để được gì các bạn? Chả được cái gì hết trơn, ngoài những cái rắc rối. Sau này khi tôi hiểu điều đó, tôi nói các bạn là mình chọn cái cách im lặng là vậy. Mình chọn cái cách là thôi, ngoài kia có những cái drama gì, có những cái phốt gì, có những cái thứ gì, mình nhìn vào đó để mình học tập, để mình sửa mình, để mình làm sao mình đừng có mà gọi là gây ra những cái như vậy. Rồi mình biết mà mình nhận được những cái bài học. Đó, nên các bạn muốn học trading các bạn, tôi muốn gửi đến thông điệp các bạn là cái tôi của bạn sẽ bỏ xuống. Ví dụ như những cái thứ mà tôi chia sẻ cho các anh chị trên cái kênh YouTube này này, những cái phân tích ấy, tôi đã nói các bạn rất là nhiều lần là các bạn hãy xem những cái thứ đó để các bạn gì có thể học được cái tốt. Không thì thôi. Bởi vì mỗi chúng ta sẽ có một cái tư duy, mỗi cái chiến lược giao dịch nó khác nhau. Và hãy luôn tôn trọng cái sự khác biệt. Đó là cái thứ quan trọng các anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa này, các bạn mà muốn có thành tựu với nghề, các bạn phải hiểu điều này này. Mở đường các bạn là dựa vào những cái người đi trước. Các bạn thấy này, bây giờ các anh chị là quan sát trên đồ thị đúng không? Các bạn học rất nhiều những cái thứ trên này, các bạn thấy là nến Nhật này đúng không? Chúng ta đều sử dụng nến Nhật. Đó, ví dụ như ở đây là tôi dùng cái bộ công cụ RSI, tức là những cái thứ này là người đi trước, người ta đã để lại cho chúng ta rồi. Việc của chúng ta là làm sao mà hiểu được những cái tinh túy người ta để lại. Để làm gì? Để các bạn cải thiện vào trong cái kết quả giao dịch của các bạn, nó là happy rồi. Rồi dẫn đường dựa vào quý nhân, tức là gì? Có những cái thứ khi các bạn nhìn thấy đó, nhưng các bạn không có hiểu được. Thế tại sao tôi nói các bạn là cá nhân tôi cũng đi học rất nhiều người, người thầy, và cũng có những quý nhân chỉ điểm. Tức là có những cái người họ chỉ cho mình, à những cái kia, có những cái lúc các bạn biết là có những cái sai lầm ngớ ngẩn lắm, mà chỉ cần à người ta nói ra một cái thôi, tự nhiên nó bừng sáng ra cho mình. Thì đó là cái sự chỉ điểm của quý nhân các bạn. Còn nếu như các bạn mà không có những cái người đó thì đôi lúc 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm nó vẫn cứ lạc trong đó các bạn. Nó vẫn lạc cứ như vậy. Thì cá nhân tôi cũng đã từng có những cái thứ mình nghĩ là nó đúng, nhưng thực tế nó không có đúng các bạn. Nó không có thực sự đúng mà mình cứ nghĩ đó là chân lý. Thì tôi nói các bạn là đôi lúc các bạn cũng phải có gọi là cái sự cố chấp, cái sự ngang bướng. Nhưng mà phải có chiều sâu, phải biết đâu là hợp lý, đâu là không hợp lý để biết mà sửa đổi. Tôi nói các bạn cái ranh giới giữa cái sự kiên định và cố chấp nó mong manh lắm. Nên khi mà hiểu được thì mới có biết à cái này hợp lý này, cái này không hợp lý này để mà sửa mình. Thì tôi nói các bạn là khi các bạn hiểu được cái điều này, khi các bạn hiểu được cái điều này, mở đường dựa vào những người đi trước, dẫn đường dựa vào quý nhân, tức là sẽ có những quý nhân họ sẽ chỉ điểm cho các bạn. Nhưng cuối cùng đi đường phải dựa vào chính bản thân các bạn. Tức là khi các bạn học tập, khi các bạn là có những cái trải nghiệm, có những cái sự chiêm nghiệm rồi, thì đến lúc này là các anh chị cần phải tự đi trên con đường của các bạn. Giống như bây giờ vậy đó. À, Bitcoin sẽ đi như thế nào, làm sao biết được các bạn? Thì lúc này là chính các anh chị là người đi trên con đường này, chứ không ai đi cả, không ai làm thay các bạn cả. Nhưng mà đa số các bạn đang nghĩ những cái tư duy như vậy các bạn này, tư duy cực kỳ sai lầm. Là các bạn cứ đổ lỗi, à các bạn học, à, các bạn đã học xong một khóa học nào đó. Tôi thấy buồn cười nhưng các bạn, thực ra cá nhân mình cũng đã từng. Các bạn biết là tôi đi học rất là nhiều. Thì sau khi đi học xong thì thường người ta cấp cái tấm bằng, cấp cái xác nhận đã hoàn thành khóa học này, khóa học kia. Thì ngày trước mình cũng hay up lên trên Facebook, à mình hoàn thành khóa học này, mình hoàn thành khóa học kia, mình được cấp cái bằng, đúng không? Nhưng thực ra tôi nói các bạn, nếu hiểu sâu một xíu các bạn biết, cái bằng nó chả mang lại cái value gì cả. Nó vô tình nó làm cho các bạn, à các bạn đã trở thành một cái người này, người kia khi các bạn đã học được khóa học này rồi. Không phải đâu các bạn. Các bạn chỉ dừng lại ở cái mức độ là biết thôi. Còn để có thể áp dụng được, để có thể mà cứng đào sâu, để có thể mà đi trên con đường đó được á, thì một hành trình nó dài lắm. Nên nhiều anh chị các bạn hay bị vướng mắc về này. Các bạn học xong xong các bạn nghĩ là mình mà thất bại là do ông thầy. Ông thầy này dạy dở, ông thầy kia dạy dở, mình không có kết quả. Các bạn thấy ở bên ngoài kia người ta hay đổ lỗi vậy đúng không? Bởi vì họ cứ nghĩ đơn giản thôi là họ bỏ tiền ra là họ có thể mua được thành công. Nhưng đó là một cái tư duy sai lầm các bạn. Cá nhân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nha các bạn. Tôi cũng đã từng đi trách người thầy. Sau này mình nhận ra các bạn, mình viết thư, mình xin lỗi, mình mới hiểu ra được là cái sự nông cạn, cái sự mà xử nhi của một người trẻ các bạn, không có chiều sâu.
Nên những cái thứ mà tôi đang làm cái video này này, tôi muốn chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn phải nhìn ra được những cái thứ người đi trước người ta chia sẻ cho các bạn. Dẫn đường dựa vào quý nhân, tức các bạn có ai đó chỉ điểm, các bạn học ai đó là điều tốt. Nhưng cuối cùng đi trên con đường phải chính vào bản thân các bạn. Các bạn phải hiểu điều này thì các bạn thấy khi mình có những cái giao dịch thua lỗ, mình thất bại là nguyên nhân từ đâu? Đến từ chính mình trước. Nếu các bạn xác định là do chính bản thân các bạn thì lúc này các anh chị mới chịu sửa mình. Còn không thôi các bạn, tôi khẳng định luôn là các anh chị sẽ cứ mãi lạc trôi trong những cái việc là gì? Đi trách người này, trách KOL, trách người thầy, trách thị trường đủ cả, mà các bạn không nhìn vào chính bản thân mình. Nên tôi nói các bạn là những kiến thức mà tôi chia sẻ trên cái kênh YouTube cũng như trong những cái khóa học đó, nó là kiến thức. Nó giống như kiểu các bạn tưởng tượng như này. Các bạn học bơi, bây giờ các bạn đang không biết bơi, thì tôi đưa cho các bạn một cái video là cái người gọi là một cái vận động viên bơi lội, họ bơi rất là giỏi. Thì sau khi xem xong, các bạn có biết bơi không? Tôi khẳng định luôn là các bạn sẽ không biết. Tại sao ạ? Bởi vì đơn giản là các anh chị chỉ dừng lại ở cái mức độ lý thuyết thôi. Các bạn chỉ dừng lại ở như vậy thôi. Nhưng mà để có thể mà bơi được, đúng không, thì mình phải xuống nước, mình phải thực hành. Rồi sau một cái quá trình dài, cực kỳ dài, mình liên tục như vậy, thì lúc này bắt đầu kỹ năng nó mới hình thành. Nó giống như kiểu các bạn vậy này. Rất nhiều anh chị các bạn muốn giỏi nhưng mà học thì lại lười. Rất nhiều anh chị muốn có kiến thức nhưng mà đọc sách thì lại không đọc. Rất nhiều anh chị muốn có sức khỏe tốt, dẻo dai, nhưng mà tập thể dục thì không tập. Rất nhiều anh chị các bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đúng không, nhưng ăn uống thì không có khoa học. Đó, thì câu chuyện là gì? Ai cũng muốn nhiều, nhưng mà bản chất các bạn phải biết là nó nằm ở chính bản thân các anh chị. Nó chiều sâu của việc học tập nó phải là như vậy các bạn. Đó, nên nhìn ra được câu chuyện như vậy, các bạn sẽ nhìn vào trong trading. Mọi thứ nó nằm ở chính các bạn thì các bạn mới sửa được. Đừng đi đổ lỗi do đợt vừa rồi tôi thấy buồn cười. Nhiều anh chị cháy tài khoản xong các bạn kêu do chính phủ Đức bán tháo Bitcoin gì đó, tôi thấy buồn cười các bạn. Không biết nói sao luôn. Mình chỉ thấy là tư duy các bạn ấy nó khác với mình quá. Chỉ vậy thôi các bạn. Bởi vì là tuy mỗi người sẽ có một cái chiến lược giao dịch, cá nhân tôi thì nó sẽ khác. Rồi tiếp tục này. Đây là cái thứ mà tôi muốn truyền tải đến các anh chị. Một cái con chim các bạn, nó đậu trên cành, nó không bao giờ sợ cái cành cây gãy đâu. Bởi vì niềm tin của nó không đặt vào cái cành cây, mà đặt vào cái đôi cánh của chính mình. Đây là một cái câu nói rất là hay của một cái người khuất danh nào đó, tôi không biết. Và tôi muốn là lấy cái câu nói này này, tôi chia sẻ lại cho các bạn cái cách mà các bạn học cái chiều sâu trong trading đó các bạn. Tức là các anh chị thấy là gì? Khi các bạn có kiến thức, các bạn sẽ không còn lệ thuộc vào bất kỳ một cái dự phóng của bất kỳ một người nào. Đặc biệt tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn đang đầu tư như kiểu này này. Các bạn thấy một cái phân tích của ai đó hay, các bạn thấy một cái video phân tích cơ bản của ai đó hay, họ nói về một đồng coin nào đó, một cái cổ phiếu nào đó, xong rồi các anh chị mua vào với cái niềm tin rằng cái phân tích của ông kia quá là hay, ông quá là giỏi đi, ông là một cái KOL nào đó, một cái người gọi là lão làng, gạo cội trong cái thị trường này, trong cái lĩnh vực này, ông phân tích như thế thì không thể nào sai được, đúng không? Và vô tình các bạn dựa vào cái cành cây đó. Thì các bạn hãy tưởng tượng là cái cành cây đó nó gãy thì sao? Các bạn sẽ bị thua, bị fail, đúng không? Nên thực ra các anh chị để có thể mà tồn tại trong thị trường này, tôi hay nói với các bạn rất nhiều lần là làm gì thì làm, các bạn phải tự đứng được trên đôi chân của chính mình. Tức là ở đây các bạn này, các bạn phải dựa vào chính đôi cánh của chính các bạn. Bởi vì nếu mà cái cành cây nó gãy thì các bạn cũng biết bay được, các bạn không có rớt xuống, các bạn chết, đúng không? Thì câu chuyện nó cũng nằm ở đây. Nếu các anh chị mà học tập đi vào trong những cái khóa học về trading mà các bạn học để mà lấy những cái dự phóng của người ta thì chắc chắn sẽ đến thời điểm các bạn sẽ trả giá rất là đắt. Bởi vì tôi khẳng định với các anh chị luôn là không có câu chuyện là giá nó sẽ cứ luôn đi theo những dự phóng của người ta như thế đâu. Và nếu mà các bạn không có những cái phương án dự phòng thì chắc chắn câu chuyện vấn đề là gì? Sẽ đến lúc các bạn sẽ gặp thua lỗ lớn, cháy tài khoản. Xong rồi các bạn lại đi đổ lỗi do ông thầy này, do ông thầy kia, do KOL này, do KOL kia dự đoán như thế, xe kèo như thế, xong các bạn all in vào các bạn thua. Tôi thấy những cái suy nghĩ như vậy nó rất là ngây thơ các bạn. Thực sự những anh chị đó mình không biết nói sao luôn. Bởi vì cái việc mà nhìn chiều sâu
nhìn thấy cái lỗi của mình mà không nhìn được thì sao sửa mình được các bạn? Giống như các bạn tìm ra cái nguyên nhân sai, các bạn đi tìm cách khắc phục nguyên nhân đó thì sao khắc phục được? Không khắc phục được các anh chị. Nên nếu các anh chị hiểu được điều này, các bạn sẽ tiến một cái bước rất là xa trong trading mà những anh chị khác họ vẫn đang mắc kẹt. Nhiều anh chị họ bị mắc kẹt nhé. Trong 3 năm, 5 năm họ cứ đi với nghề này nhưng mà cứ thua lỗ. Bởi vì đơn giản là cái tư duy của họ sai, thì cái cách làm sai nó tạo ra kết quả sai mãi mà họ cứ không biết. Nên tôi nói các bạn, đây là một cái video ai mà hiểu được thì nó sẽ mang lại giá trị cực kỳ cho các anh chị. Và bản thân tôi các anh chị bây giờ cũng vậy. Tôi cũng là gì? Ý thức được cái việc là gì? Mình đặt cái niềm tin vào chính cái năng lực của mình. Thì tại sao tôi hay nói với các bạn là cho dù bây giờ nha, thị trường này Bitcoin nó có đi lên, đi xuống hay đi ngang, mình vẫn kiếm được tiền là vậy. Bởi vì đơn giản bây giờ cái chiến lược giao dịch, cái chiến lược đầu tư của mình nó khác. Bây giờ đầu tư không phải cái câu chuyện mà các bạn cứ mang tư duy how to die đâu các bạn. Đó là một cái tư duy cực kỳ sai lầm. Bản thân tôi cũng đã từng sai. Nên tôi nói để cho các anh chị hiểu, để các anh chị biết. Rồi tiếp tục các anh chị nè. Đây là một thứ mà tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái câu nói rất là hay. Và thực sự là tôi cũng chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện luôn nha các anh chị. Là cá nhân tôi ngày trước tôi cũng có hướng dẫn một cái nhóm thời lâu lắm các bạn. Thì khi đó là người thầy của tôi, sư phụ tôi, ông nói vậy này. Với cái cách hướng dẫn của em như vậy thì không thể nào tạo nên người học trò giỏi hơn thầy. Mình đặt ra câu hỏi, thế sao lại như vậy nhỉ? Bởi vì các bạn biết ngày xưa cái cách của tôi là tôi luôn hướng dẫn họ, vùng này mua này, vùng này bán này, chỗ này là sao, đứng ngoài này, mua đi, bán đi, vân vân. Thì khi mình toàn chỉ họ hành động thôi, mà mình hầu như mình không có giải thích, rồi là câu chuyện là gì, mình cũng không có đặt những cái câu hỏi ngược lại để cho người ta trả lời tại sao cái vùng đó nó lại như vậy. Thế nên khi mà người thầy của tôi họ thấy như vậy thì họ nói cái cách của em thì không thể nào tạo nên một cái người học trò giỏi hơn thầy. Thì mình cũng không hiểu nha các bạn, mình cũng không hiểu. Mình nói mình ân cần với người ta, mình chỉ người ta như vậy, tại sao mà không tạo nên người học trò giỏi? Sau này tôi mới hiểu được, thì ra là gì? Mình không hỏi những họ những cái câu hỏi mở, tức là tại sao lại như thế, tại sao lại như vậy. Có những cái lúc là sao? Tôi cũng để yên, tôi không có nói năng gì trong nhóm hết, để xem mọi người dự phóng như thế nào, họ xử lý ra làm sao. Thì khi mà như vậy các bạn, thì sau này thì có những anh chị mà họ học xong rồi, thì tôi nói các bạn là bây giờ là họ ra, tóm lại thị trường đi lên, đi xuống hay đi ngang, họ đều xử lý được. Thậm chí có những cái cách xử lý mà còn tốt hơn cả tôi nữa. Thì sau này tôi hiểu ra được, thì ra cái cách của mình bây giờ nó đã hợp lý, nó đã đúng. Nên sau này cái cách của tôi hướng dẫn là tôi đòi hỏi những anh chị có chiều sâu là vậy. Rồi tiếp tục nữa tôi nói các bạn là ngày trước khi mà mình hay chia sẻ làm những cái group cộng đồng miễn phí các bạn, vui lắm cũng buồn cười. Thì tôi thấy ủa chứ sao cái này là cái thứ mà mình mất rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian, rất nhiều năm mới ngộ ra được. Mà mình chia sẻ trên đó thì người ta phớt lờ, người ta ngó lơ. Thậm chí nhiều bạn kêu ui chém gió. Thì sau này tôi mới hiểu ra được, những cái người trên đó họ tự nhiên họ vào mà. Rồi là họ cũng kiểu vô thưởng vô phạt. Họ đâu có thực sự mà chịu khó đâu. Họ cũng đâu thực sự nghiêm túc đâu. Làm sao mình đo lường được. Nên sau này tôi hiểu được cái việc là hãy đưa cái sự gọi là cái hướng dẫn cho những người họ tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình. Tức là như thế này các bạn. Các bạn vào giao dịch, các bạn vào đầu tư, xong rồi các bạn thua lỗ, các bạn sập mặt SML luôn. Đó thì khi này sẽ có hai nhóm. Một cái nhóm là thôi thị trường khó khăn quá, thị trường này scam lừa đảo, thôi bỏ không chơi, dẹp, ra ngoài kinh doanh đầu tư, làm việc về với măng lợn cũ thôi, kiểu vậy. Một số bạn thì họ đặt câu hỏi tại sao lại như thế. Bởi vì cũng có rất nhiều người tại thời điểm mình thua tiền, mình mất tiền, họ giữ được, thậm chí họ còn kiếm được tiền nữa. Tại sao lại như thế? Thì lúc này họ bắt đầu đi tìm tòi, đi học hỏi, họ sẽ đặt những cái câu hỏi tại sao. Mà lúc này họ sẽ bỏ cái tôi xuống. Bởi vì cái tôi ngày trước của họ làm cho họ cháy tài khoản, thua lỗ nhiều. Nhưng bây giờ họ sẽ gọi là khiêm nhường để học tập. Thì các bạn biết là cái kênh YouTube này cũng vậy đó. Tôi set up trên này là những mục đích của tôi là hướng đến những anh chị mà đã từng có những trải nghiệm rồi. Và lúc này các bạn tìm tòi học hỏi. Bởi vì trên kênh YouTube này các anh chị thấy đâu có gì xe kèo đâu. Không có một cái gì xe kèo hết trơn đó. Nhưng tại sao là người ta vào đây người ta xem nhiều.
Đúng không? Bởi vì đơn giản là tết đúng những anh chị mà họ có chiều sâu thật sự. Rồi những cái video tôi làm trên này các bạn này, tôi cũng có những cái tầm nhìn nhé. Tức là những cái video này nó sẽ có giá trị 5 năm sau, 10 năm sau nó vẫn có giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái thứ này là cái kỹ năng, nó sẽ thiên về kỹ năng chứ không phải là xe kèo. Các bạn có thể thấy những cái video nha, những video ví dụ như nói về một cái đồng coin nào đó, có thể là đầu tiên lượt xem nhiều lắm các bạn, lượt xem nhiều lắm, nhưng sau một cái thời gian các bạn thấy là cái đồng coin nó qua đi rồi, trend qua đi rồi, chết đi, thì cái video nó không còn giá trị nữa. Thì tôi không xây dựng những cái thứ mà như vậy. Tôi xây dựng những cái thứ mà 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa nó vẫn có giá trị, nó vẫn giúp cho người ta học được những kỹ năng. Nên trên kênh YouTube này là nó đặc biệt là vậy các bạn, không có xe kèo. Rồi các bạn cũng để ý kỹ này, có những cái bài hát thời của anh em chúng ta, thời 8X đúng không? Có những cái bài hát ví dụ như là thời đó mà đình đám hot ấy. Các bạn thấy là lượt xem, lượt view rất là kinh khủng đúng không? Bây giờ các bạn thấy có ai xem lại những bài hát đó không? Ít lắm. Lượt xem lèo tèo, gần như những bài hát đó nó chết đi. Nên những thứ mà theo trend nó sẽ dần chết. Thì đó là lý do tại sao các bạn thấy là cái cách của tôi xây dựng cái kênh YouTube này, cũng như những cái video mà tôi làm á, là tôi đều mong muốn là có chiều sâu. Để sao? Để sau này 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa, nó vẫn có giá trị, nó vẫn giúp ích cho nhiều anh chị. Giống như cái video này nè, các bạn sẽ thấy là 5 năm nữa nó sẽ cũng phù hợp với những cái nhóm người trẻ họ vào với cái nghề. 10 năm nữa nó cũng phù hợp, 20 năm nữa nó vẫn cứ có giá trị. Và cho dù sau này tôi không còn, thì cái video này nó vẫn còn có giá trị. Thì quay trở lại câu chuyện á, là cái việc học tập các bạn, nó đòi hỏi cái việc là có chiều sâu, nó đòi hỏi cái việc là các anh chị là phải nhìn ra được cái vấn đề. Thì tôi thấy là ít người nhìn ra lắm các bạn. Nên tại sao là cái nghề này nó không phải phù hợp với rất nhiều anh chị là vậy. Thì á, các bạn biết á, cái cách mà như vậy thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả. Nên tại sao mà tôi giúp các anh chị á, là tôi chỉ muốn chia sẻ những cái thứ mà nó gọi là nó sẽ đánh sâu vào trong tâm thức của các bạn, để các bạn nhìn ra được, các bạn ý thức của cái việc học tập, ý thức của cái việc sửa mình. Và các bạn biết á, ngày trước thầy tôi, các anh chị tin không nhé, để có thể mà thầy tôi nhận tôi vào học á, thì tôi phải mất 3 năm trời để đi xin các bạn, xin đi học. Thời gian đầu tiên xin không có nhận, nhưng một năm mấy, 2 năm sau vậy cũng xin cũng không nhận. Bởi vì thực sự là những vị này các bạn họ không thiếu tiền đâu. Họ quan trọng là họ cũng nhìn được một cái người mà họ hướng dẫn các bạn có tố chất không kìa. Các bạn biết cá nhân tôi cũng vậy, thực sự tôi hướng dẫn những anh chị mà mình nói một mà họ hiểu 2-3 thì dễ hướng dẫn lắm. Còn những anh chị mà tôi nói các bạn lười học, giống như kiểu bây giờ anh ơi tạo tài khoản Binance như thế nào, hỏi câu như thế đâu, không muốn chỉ nữa các bạn. Không phải là mình gọi là mình có ý gì đâu các bạn, mà thực sự là học tập có chiều sâu. Các bạn sẽ thấy những cái thứ đó nó có trên YouTube mà, những cái thứ đó nó có trên Google mà, những thứ đó ai cũng có thể làm được thì mình cũng có thể làm được. Và nếu mình trân trọng người thầy của mình đúng không, thì mình đừng đi hỏi những câu hỏi như vậy. Nên các bạn biết là khi mà tôi hỏi người thầy tôi những câu hỏi thì thời điểm đó cũng chưa có nhận, nhưng mà tôi biết ý thức mình nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì, những câu hỏi nào nó đánh giá thấp cái năng lực của mình. Thì tôi nói các bạn là người thầy họ cũng phải tin ý chứ. Họ phải lựa những cái người học trò nào có khả năng mà lĩnh hội được những cái thứ họ chia sẻ, cũng như là những cái người học trò có tố chất thì người ta mới nhận. Bởi vì sao? Nói ít hiểu nhiều. Chỉ cần một vài gợi ý là người ta tự suy ngẫm nhìn ra được. Chứ đâu phải là phải A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi từng bước đâu các bạn. Không phải. Đó nên các bạn biết là những cái buổi mà tôi học tập chỉ ngồi uống trà thôi, uống trà nói chuyện. Và tôi nói các bạn là những cái buổi như vậy nó quý lắm các bạn. Chứ không phải kiểu là lệch ra rồi lệch trên cây nến, không phải đâu các bạn. Chỉ cần ví dụ như thầy nói làm sao giải bài toán lên xuống đều vui, ví dụ như vậy. Mình kêu thị trường lên thì mừng chứ xuống buồn ấy, đúng không? Nhưng khi mình hiểu sâu mình thấy trời ơi, tinh túy, tinh hoa, giới tinh hoa họ đầu tư là họ áp dụng những cái thứ đó. Mà mình không hiểu. Mình cứ theo kiểu là cứ vô minh, lúc nào cũng có tiền trong tài, trong lúc nào cũng mua đúng không? Thì các bạn thua lỗ vãi rồi. Nên khi hiểu được những thứ đó cái gì, các bạn sẽ thấy ra một cái chân trời mới nó mở ra được. Thì cái cách của tôi cũng vậy, là tôi làm cái kênh YouTube cũng như tôi chia sẻ những cái khóa học đó, là nó sẽ phù hợp với những anh chị là lúc này họ đang mong cầu, họ đi tìm kiếm tri thức rồi, thì mình đưa cho họ.
Còn những cái người các bạn biết mà họ không cần, các bạn đưa, ui, trả học, scam, lừa đảo, lùa gà, đúng không? Buồn cười lắm các bạn. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn thấy cái kênh YouTube này set up theo một cái cách rất là khác biệt. Và những cái nhóm mà tôi hướng dẫn cũng vậy. Bởi vì đơn giản các bạn biết á, là ngày trước tôi học các bạn, đầu tiên á, thầy tôi dạy á, ông kêu là đầu tiên phải học đạo làm người trước. Mình cũng không hiểu. Nên sau này mình nói các bạn là tôi hiểu ra được á, thì tôi thấy đúng. Bởi vì thực ra mình phải tuân thủ theo những cái quy luật, cái luật nhân quả, những cái thứ. Các bạn xem cái kênh YouTube này nha, các bạn thấy là đa số những cái thứ tôi chia sẻ, tôi khẳng định luôn là gần như trên kênh YouTube này, những cái thứ các bạn xem xong nó sẽ mang lại giá trị cho các bạn. Còn những cái thứ mà nếu như mà làm hại các bạn thì tôi không đưa lên trên kênh YouTube này. Các bạn thấy trên kênh YouTube này đâu có bất kỳ một cái dự án nào đâu, cũng không có bất kỳ một cái thông tin của một cái sàn giao dịch, một cái gì cả. Bởi vì đơn giản nó chỉ thuần chia sẻ về kiến thức thôi. Nên tôi chỉ muốn nói các bạn học tập có chiều sâu, thì các bạn chịu khó các bạn xem kỹ cái video này đi. Thì các bạn thấy là trên kênh YouTube này nè, nó có rất nhiều, chịu khó xem đi các bạn. Nhiều anh chị nói với tôi là trên kênh YouTube này nhiều video quá, làm sao em xem hết. Tôi nói các bạn là tôi đã cô đọng lắm rồi đấy. Và các bạn biết là để làm một cái video như vậy tôi tốn rất nhiều thời gian, đúng không? Thế mà bây giờ cái việc mà xem các anh chị không xem thì sao các anh chị có kiến thức được? Mọi thứ nó đến từ rèn luyện mà, đúng không? Giống như là muốn có sức khỏe dẻo dai thì phải tập thể dục, duy trì đều đặn. Năm này qua năm khác thì mới có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thì tri thức cũng vậy, nó phải vun bồi. Không có câu chuyện mà thôi, học ít mà nhớ dai, hoặc là để hiểu, học ít để mà có thể có kết quả tốt, hoặc là không đọc sách mà giỏi, không có đâu các bạn. Buộc lòng phải đi hành trình đó thôi. Đó. Thì trong cái video này tôi cũng mong muốn là các bạn thực sự hiểu, để các bạn có thể là học tập có cái chiều sâu, để các bạn có thể nhìn ra được cái việc là các bạn hãy xác định đi với nghề này như thế nào và các bạn có phù hợp hay là không nha các anh chị. Thì đây là một cái video mà chả nói gì về cái chạc cả, đúng không? Cũng chẳng nói gì về cái câu chuyện là mua con gì bán con gì, mà chỉ chia sẻ cho các bạn cái cách học tập có chiều sâu. Thì hy vọng là cái video này nó giúp ích cho các anh chị, giúp cho các bạn nhận ra được cái bài học cho bản thân các bạn, để các bạn có những cái định hình để các bạn đi với cái nghề trade này nha các anh chị. Rồi, thân ái chào tạm biệt các anh chị. Nếu các bạn thấy cái video này hay này, hoặc các bạn có những cái câu hỏi gì, các bạn có thể comment ở bên dưới để tôi có thể biết, thì tôi cũng có thể là làm những cái video trả lời như kiểu này để chia sẻ cho các bạn. Và hy vọng là những cái video như thế này nó mang lại giá trị thật sự cho các anh chị nha các bạn. Rồi, thân ái chào tạm biệt tất cả các anh chị.